Kêu khè tí nữa. Con ngủ rồi con. Don't sleep. Cố lên con. Daddy, guess what? Daddy. Yes. Bữa trước mình vô đây đâu có tới 500 giờ dự gì ta. Mới chỉ xin 500 mà em. Chị mấy lần trước kêu em đi bao nhiêu? Cái em đi là nó đã có sẵn rồi. Cái trong mấy cái kia nó đã cover rồi. Cho chỗ đẻ hả? Ờ, cái chỗ đẻ là mình trả cái 500 thôi dự. Có lần ti nào bị bể em bị thì ở đâu? Thì 500 đó. Ừ. 500 mà ít chụp cái tình hình nó 300 mấy nữa. Nó bị em trả bớt không? Đúng rồi, nó vẫn nhỏ thì nó thấy đâu. Trời nhỏ siêu tối rồi thế hả? Trời ơi, đừng ngồi kìa. Để em ngồi đây trước đi, để em xuống lên đầu xe xong. Để em lên đây, để em chụp xe. Chỗ kia sao? Thao cho đi đi mà thương. Bà muốn bác sĩ nó mình chụp hình mới được. Con té nặng lắm, let's go. Đi đi con mẹ thương. Không có sao đâu, it's bà, okay. Đi đi con. Don't be scared. That, no, no, sao tin nè. You don't have shoes. You didn't bring shoes. Okay, you bám con. Không có siêu hỏi, trời ơi, không có siêu hỏi trời. Mình thấy bám. Ok, bye bye. Bye cầm bye. Điện thoại chưa? Okay. Bye bye. Take care. Don't be scared, baby, I'm here. You see daddy, Lina? You see daddy? Mommy giờ không thấy daddy nữa rồi. Như daddy đi vô, daddy chị hai đi vô phòng cấp cứu rồi con. You see daddy? Ba ba sister đi trong đó rồi con. Con có thương sister không? You see love sister? Hả?
Yeah, I know. Yeah. But she's not here. She's not here. I really feel sad, Alina. I'm here. Ừ, no, ừ, con no. Cắt cho chị hai đi con. Mẹ coi ba vô chưa nè. Con ngồi xuống cho mẹ coi ba nè. Thấy là lo quá mọi người ơi. Xếp hàng nãy giờ chưa được vô nữa mọi người. Cầu trời cho không có sao. Có con nhỏ là khổ vậy đó mọi người ơi. Hả? Trời ơi, bọn con vứt là thùm lum vậy, lượm lên. Ui, ui, té em, té nào. Chị hai đâu, Aiden? Where sister? Sister đâu? Look at her bench. Không thấy hả? Ờ. Ba ba đâu, Aiden? Ba đâu? Ba ba. Ừ, ba ba ngồi đó, ba ba vô trong kia rồi con. Ba ba vô phòng cấp cứu với chị hai rồi nha. Chị hai bị té rồi, bây giờ phải đi bác sĩ. Mong cho không bị sao mọi người ơi. Đi nè, lo lắm. Hai cho con vô trong rồi. Nhưng mà chưa có tới gặp bác sĩ được. Phải xếp line, phải xếp hàng. Chờ tới lượt mình mới được vô. Mong là sẽ không sao. Sợ lắm. Có chuyện gì là mệt luôn á. Nhà toàn con nhỏ không mà. Bận đi làm đồ nữa không có ai. Không có ai lo được cái gì hết. Ê, cái đó dơ quá con, bỏ xuống đi con. Để mong mẹ coi chị hay đó. Đừng có dành với em, té em con. Mọi người tới cái chỗ sáng sáng không? Đó là chỗ phòng cấp cứu đó mọi người. Em đó đó. Thì đây mọi người ơi, bây giờ thì sau khi vô cổng ông xã và con gái mình á, đi vô khám thì tại vì đang bị dịch Covid đó nên bác sĩ nói là chỉ mới đo nhiệt độ thôi để coi thử mình có bị Covid hay không trước. Sau đó thì bác mình tiếp tục chờ nãy giờ một tiếng rồi mà chưa được vô khám bác sĩ nữa. Chưa được vô khám bác sĩ mọi người. Nếu mà con chờ ngoài xe này mọi người. Anh nói nghe mẹ mama. Lo lắm. Má nhìn hồi đi nhập về. Mama. Không có mạng con, không có internet. Mommy sorry. Yeah. No internet baby. Ba đâu con? Ba bà đâu? Từ nãy vậy con chơi Pichu nha. Ờ, chơi cái đó hả? Wow, giỏi quá. Đừng biết chơi con quạt dưa hấu nó giỏi quá ta. I teach you. Oh, you teach me? Good job. Vẫn còn ngoài cái lèo mọi người biết không? Bình thường á, thì đi khám bác sĩ á, thì có cái phòng bệnh. Đừng phá em con. Có phòng bệnh để mình ngồi mình chờ trong phòng đó. Để mình chờ y tá. Thì mới y tá mới đo nhiệt độ thôi. Sau đó mình ngồi trong phòng chờ gặp bác sĩ. Nhưng mà giờ bây giờ đi khám thì chỉ có ngồi ngoài cái lều ở ngoài trời thôi mọi người. Bệnh viện á, nó là sẵn từng cái lều á ở ngoài trời cho mình. Ngoài đó mình chờ trước. Tại chắc bệnh viện nó cũng sợ mình bị nhiễm rồi mình mang bệnh vô đó. Nó bắt mình ngồi chờ ở ngoài. Tội nghiệp hai cho con ngồi ở ngoài chờ. Hy vọng là không có sao. Mọi người thấy không? Người ta cái phía trên sáng đó là phía cái cổng cấp cứu bệnh viện đó. Thì cái chỗ cổng sáng đó là cổng bệnh viện mọi người. Ông xã mình với con gái đang chờ ở ngoài ba cổng. Ba ba chưa có ra con. Chờ một tiếng rồi sốt ruột lắm luôn. Bây giờ là 10 giờ kém 5 rồi mọi người. 10 giờ kém 5 tối rồi. Mấy mẹ con thì ngồi ngoài xe. Hai vợ con thì vào trong chờ trước cổng cấp cứu của bệnh viện. Hy vọng là không có gì xảy ra. Mọi người này chờ còn sốt ruột lắm. Mẹ đây con. Phá vậy? Trời, té dập môi nè. Dập môi, dập mặt hết nè. Mọi người thấy chưa? Té đấy. Tối rồi mọi người. Nó tối rồi mà ngồi ngoài trong này. Thương không? Buồn ngủ hả con? Ê, đừng buồn ngủ rồi hả? Mẹ đây. Con buồn ngủ hả? Thế này buồn ngủ rồi mọi người. Thương không? Lý nào làm gì á? Doing this question. Ok. Mama? Mẹ đây, mẹ nè. Con buồn ngủ hả? Con ôm con gì vậy? Con ôm cái gì á? What's that? Con gì? Mama. Bunny. Mama. Con nói đi, Bunny. Bunny baby.
Hy vọng là không sao mọi người. Hy vọng là như vậy luôn. Hy vọng là kết quả không sao. Đúng hôi dù gì cơ. Mẹ mở cửa xe cho má nha. Ba đâu? Mẹ hỏi em ba đâu? Ba với sister đâu? Adam ba đâu con? Không biết sister đâu. Sister của em đâu? Không biết luôn hả? Thương quá. Ừ, sister, con nó của sister á con. Con thương sister không? Ừ. Rồi buồn ngủ mọi người. Bình thường giờ này là ngủ hết rồi đó mọi người. Mà giờ phải ngồi vào xe chờ chị hai nè. Ừ. Dạ, ôi dạ, đừng làm nó rớt ha. Nè, mẹ thương. Bây giờ mình tiếp tục chờ đây mọi người ơi. Cầu trời, tim mình đang rung lắm. Mong là không sao. Lần lần thứ hai con gái ở tim này phải đi cấp cứu rồi. Hồi nhỏ một lần cũng bị té, té lủng cái đầu á, lủng cái trán, mà cũng may á, chụp phim thì không có sao. Chụp phim thì thấy là bị phần mềm thôi, không vô tới xương, cũng đỡ lo. Bây giờ thì phải tiếp tục chờ đi lần thứ hai. Lâu nay mẹ không có dám đi bệnh viện tại bị dịch Covid đó mọi người, nên là chỉ dám là ở nhà. Giờ cái tình trạng này thì lo lắm, nên mình phải đi thôi, tại con nít mà té phía sau đầu này rất là nguy hiểm. Nhầm tiếp tục chờ, điện thoại sắp hết pin rồi mọi người. Hy vọng không sao. Con làm gì á con? Chơi gì á? Không có internet mà. Hai chị em ngồi đây chờ thấy thương lắm. Con buồn ngủ chưa con? Ok, Adam buồn ngủ chưa? Adam cũng té dập miệng nè mọi người. Ui, sợ mẹ, sợ mẹ, sợ mấy búp bê nữa. Sợ quá. Mama. Ừ, mama búp bê chị hai đó con. Why are we here, Tina? What time is it now? It's like 8:30. And we're in line at Kaiser. We're in the we're waiting to get into the emergency room because baby Athena fell and hurt her head. There's a little bump on the back of her head. And it's been maybe 2.5 hours and she's not feeling good, so we're gonna be here. I know your head hurts, so we're here waiting in line. As you can see, there's a long line, everybody gotta wait. Daddy, huh? What is over there with light? So as of now, there's about maybe 1, 2, 3, 4, about 5 people ahead of us. So we don't know how long it will take us to get in. Now you're but people? Everybody has to be screened before we can get into the ER. So I guess just to precautions for the COVID. And we're here right now. And Athena forgot her slipper or her shoes. I forgot my sandals. So now the daddy has to carry her. And it's been like 50 minutes, right? How long can you carry me? I don't know how long, but I'll do my best, right? And you don't even love daddy. You don't even love daddy. You only love mommy. Why is that? But why are there red dots on the yellow, on the pretty color of the tape? See? Because they don't want anybody to sit on the bench. You know? That's why they put yellow tape. So, apparently, after they checked us in, we are sitting in a tent outside of Kaiser, and as you can see here, we're not allowed to be inside the building yet. So I don't know if the doctor's gonna come outside and check on Athena, or if it's a physician assistant. You wanna say something? There's a creepy lady behind us. Yeah? She had creepy eyes. creepy lady behind us. Mm-hmm. Don't point, Athena. What if she comes after you? Yeah. Yeah.
So we just came from that check-in station right there with the, I think he was the nurse. And he just had us wait over here. Now you can see here is the ambulance taking the emergency people. The time right now, I'm thinking about maybe close to 9 o'clock, maybe past nine, a little bit. Maybe my siblings are already asleep. Yeah, you're sleeping there. Your siblings, they're in the car waiting for you, okay? And you need to get out soon, huh? Okay? So we finally got inside, but we're still not yet seen by the doctor. Right now we're waiting in the hallway. We're on Daddy, the stretcher. Smell your armpit. Smell my armpit? Why? It's not stinky. Yeah, you smell it yourself. What? You want, how can I smell my own armpit? You're crazy. Like this. No, it smells good. And I did try it. You want me to try my own armpit? Nah. Yeah. Squishy. I think we waited for about a good hour and a half out there in the tent, really cold. And I was about to ask the nurse. Oh, I actually did ask one of the nurses out there. And he said that it would take us another 3 hours or so because there are like 10 people in front of us. And I asked him if he can call us because we're gonna be in the vehicle rather than sitting in the tent waiting. And thank God there's another nurse came out and just called Athena. And so we're finally in here now, waiting for the doctor to see her. And hopefully everything will. Please will my head won't be bulky. I don't think your head will be bulky. And I think the bump will go away. No, I'm scared. Don't be scared, I'm okay? I'm scared they had to cut my head and put it with plastic. They don't cut your head off, no. Okay, you'll no, be fine. I'm scared. Huh? À, thì cuối cùng bác sĩ cũng coi cho Athena rồi. Thì bác sĩ nhìn sơ ở bên ngoài thì cũng làm mấy cái động tác là coi thử coi cái cặp mắt của nó có đi theo cái tay của bác sĩ không. Thì đi rồi dưới bác sĩ thấy mà Athena nói cũng lanh nhẹn thì bác sĩ nói là nó ok. Tại vì nếu mà nó không bị ok á là bây giờ là 4 tiếng rồi thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà thấy nó, ông nói thấy nó rất lanh, nói chuyện ông thì ấy. Nhưng mà sau khi cho ông coi tấm hình mà nó bị té đó thì ông bác sĩ ông mới nói là để chắc ăn thì phải đi cho nó rọi hình quang tuyến. Thì bây giờ mình đang đợi cho ông xin giấy rồi bắt đầu mình mới đi chụp hình được. À, thì bây giờ thì lúc mà đợi chờ thì người ta chưa có hỏi tiền của John, nhưng mà cái người ở sau có cái computer laptop đi, người ta đang lấy tiền của những người vô đây. Thì trước tiên thì nếu mình có bảo hiểm thì mình sẽ trả một cái copay, nó gọi là copay, là cái tiền đi trước là có khoảng là hình như là John vô emergency, nếu mà anh nhớ không lầm là hồi xưa đó dẫn Athena đi đó là nó chạc cho là 250. Còn chụp hình á là riêng, không biết chụp hình sẽ bao nhiêu. Còn nếu mà mình đi, nếu ban ngày á, cái urgent care nó mở á, thì mình nên vô urgent care. Tại urgent care chỉ có 50 đô thôi. Nhưng mà tại bây giờ thì tối rồi, urgent care nó đóng rồi, mình chỉ có vô cái ER thôi, emergency. Thì nó chạc mình hơi cao chút xíu. Đó là giữa khác biệt giữa urgent care và emergency room. Thì Athena mới vừa chụp hình. Yeah, ready. Hey, you been in the X-ray? Uh-huh. How was it? Weird. Huh? Weird. Weird? So, what did they do to you? They just let me lay down and close my eyes and I can't close my eyes. Oh, so you were laying down in the machine? And then did the machine take you in or out? It went. Then went back in and
So they took us in, and I noticed that the CAT scans machine, it's made by GE. However, they didn't allow us to do any video or photograph. So, but it's a huge one. They had Athena laying on it, and they had the radiation cover, and they took like a bunch of pictures, and the head of it like moving, like I think a 45 degree angles, and as it moves, it started taking pictures or X-rays, I would say. Yeah. And now we're back here, just gonna wait for the doctor to review the CAT scan and. No, and let us know what the outcome and what the result is, and then before we can go back home. Sao rồi? À, mẹ coi coi. Sao không con đau không? Con đau nó gớt rồi. Trời ơi, sao con sợ bác sĩ lên không? Lên đây ông coi coi. Dạ lên đi. Ok. Bye bye cô Út. Bye bye cho chị Út. Xin chào nó ngồi đi. Ok. Ngồi lên đây đi cho con xuống dưới. Mai ông đó phải đi làm phải không? Mai đi làm nhá. Hả? Mất heo đây tốn hơn 150, bắt được 3 ông tiếng đây nữa. Ừ. Bye bye, BC. Ok, không sao là mừng rồi. Bye bye cô. 4 tiếng không phải chỗ này men. Ok. Kiều Khê. Sao bác cũng là con sợ bác sĩ ha? No. No hả? Con còn đau không? Còn đau nhiều không? Bác sĩ có chích con không? Ừ. Vậy đừng nên đừng sợ bác sĩ nữa nha. Đau là phải đi bác sĩ nghe nha. Không có sợ bác sĩ nghe chưa? Ly nào buồn ngủ rồi kìa, tội nghiệp không? 12 giờ rồi. Ok. Ngày mai con có school không? No, ngày mai no school, ngày mai là weekend cơ. Con nghỉ nghe chưa? Ok. Ok, mẹ đi. Mới đầu tưởng nó té thì không ấy mà coi phim lại thấy nó nặng mà dày không? Được rồi, đến đi. Chị hai muốn nắm tay rồi con, nắm tay đi. Thấy rõ mà thấy chưa? Rõ chứ, thấy rõ mà. Love you. Ok. Lina, nay đừng giữ chị hai nghe cha. Chị hai đau nha. Chị hai đau đó. Lina khóc kìa ba. Đi nợ khóc rồi ba, tội nghiệp ha. Nó thương chị hai, mắt nước mắt nó ướt kìa. Nên đừng có khóc nha. Đi nợ khóc rồi, tội nghiệp ha. Không cần bật đèn đâu. Đi nợ khóc tội nghiệp quá. Đi nè, chùi nước mắt nè, mắt đi nè ướt quá vậy. Đi nè, don't be cry, đi nữa. Don't be cry. Đi nè, tối nay về ngủ mệt nha con. Ok. Lina, bye bye nha con. Bye. Bye, you feel okay. Alina, đâu, đừng phá cái mắt con. Ok, take mask off. You scared tí nữa. You scared? Đừng có scare, mẹ ở đây nha. Ok, Alina, tí nữa ok rồi. Halina cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của gia đình mình. Thực sự đây chỉ là một cái chia sẻ về một cái sự cố và cách giải quyết sự cố khi mà con của mình á hả có việc gì xảy ra. Thì á hả cũng may mắn là Tina không sao. Và bây giờ cả gia đình mình đang trên đường về nhà sau hơn 4 tiếng đồng hồ ở bệnh viện chờ mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. Xin bà chào. Bye bye.